Quả thật, Sụp là người hiểu ý Nicha. Sụp luôn biết phải tìm Nicha ở đâu. Thì Nicha đang chờ mình tới gặp không phải sao? Rồi có biết là Nicha sẽ làm gì tiếp không? Nicha làm gì? Thú nhận là Nicha yêu mình sao? Tới tận đây rồi mà chỉ mong chừng đó sao? Nicha từng là người luôn luôn chạy theo Kin, đợi một mình Kin tới mức suýt mất đi người quan trọng nhất cuộc đời mình. Nhưng bây giờ Nicha không muốn thành người như vậy. Nicha muốn tự quyết định, tự bản thân làm mọi việc. Sụp làm người yêu của Nicha được không? Nicha xin lỗi vì đã không nhìn ra Sụp. Nhưng bây giờ Nicha sẽ nhìn một mình Sụp, chỉ yêu một mình Sụp. Vẫn chưa quá trễ mà đúng không? Anh cũng yêu em rất nhiều, Nicha.